Xin chào tất cả mọi người, lại là Hùng đây. Chúng ta lại quay lại với live stream của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart và chương trình ưu đãi sắp tới của MediaMart. Tết hoan hỉ, giảm giá tiền tỷ. Đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi, các chương trình giảm giá để quý vị có thể lựa chọn cho vào dịp cuối năm này. Hãy cùng trang hoàng lại nhà cửa, hãy cùng sửa sắm soạn thật nhiều đồ đạc để chúng ta cùng chào đón Tết nào. Hãy tang bạn bè, người thân của mình vào, hãy chia sẻ live stream này. Vì ngày hôm nay có rất nhiều các sản phẩm với mức giá combo, giá cực kỳ đẹp, giá cực kỳ mịn dành cho mọi người. Hãy cùng với Hùng khám phá cùng MediaMart. Wow, mọi người ơi! Và ngày hôm nay thì Mạnh Hùng sẽ đem đến cho quý vị đó là những combo sản phẩm với một giá cực kỳ ưu đãi. Vào dịp Tết đến thì ai cũng muốn tân trang lại căn nhà của mình, ai cũng muốn mua sắm sửa thật nhiều đồ mới. Ngay bây giờ, Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người một combo sản phẩm của Sharp. Combo chúng ta bao gồm một tủ lạnh và một máy giặt để cho mọi người có thể dễ dàng hơn lựa chọn mua sắm, và mức giá ngày hôm nay cực kỳ rẻ nhé mọi người. Đầu tiên, sản phẩm mà Hùng đang đứng cạnh đây đó là một sản phẩm tủ lạnh của Sharp với dung tích là 196 lít. 196 lít chúng ta có thể sử dụng cho gia đình từ khoảng tầm này 2 đến 3 người. Nghĩa là đối với những ai mà chúng ta đang mới lập gia đình, những ai mà chúng ta có thể chúng ta đang là sinh viên, chúng ta đều có thể lựa chọn được sản phẩm này. Với dung tích 196 lít thì chúng ta có thể nhìn qua về sản phẩm bên ngoài này. Với kiểu dáng thiết kế với hai cửa truyền thống, ngăn đá bên trên, ngăn mát bên dưới, với tông màu là tông màu ghi, tông màu này thì đảm bảo sạch sẽ và với bề mặt rất dễ lau chùi. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có ngay phía bên ngoài đây thì các bạn có thể nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy đó chính là tem năng lượng 5 sao tiết kiệm điện, giá rẻ là còn tiết kiệm điện lại còn hữu ích nữa. Ngay bây giờ thì Hùng sẽ cùng mở qua cho sản phẩm tủ lạnh này để mọi người có thể nhìn thấy một cách dễ dàng hơn về sản phẩm tủ lạnh. Đối với sản phẩm tủ lạnh thì mọi người đang lo lắng về việc đó chính là bị lẫn mùi thực phẩm trong tủ lạnh. Thì ở sản phẩm tủ lạnh của Sharp này chúng ta sẽ có một công nghệ, đó là công nghệ kháng khuẩn AG, giúp chúng ta diệt vi khuẩn và khử mùi hôi một cách tốt nhất. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có hai ngăn chứa khá là lớn để cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc chúng ta đựng hoặc bảo quản thực phẩm. Ngăn dưới rất là to để mọi người có thể đựng rau củ quả. Ngăn trên này là một ngăn fresh room. Ngăn này thì chúng ta sẽ tối ưu hơn là nếu mà mọi người, khi mọi người mua sản phẩm về, mọi người đang chờ trong quá trình để chế biến thì mọi người có thể hoàn toàn bỏ trong ngăn fresh room này. Kính là kính chịu lực, có thể chịu được khối lượng lên đến từ 50 cho đến 60 cân để thoải mái mọi người. Và ở phía trên này, với một ngăn đá mà diện tích nó cũng là vừa phải, đủ để mọi người có thể lưu trữ thực phẩm dùng đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 ngày, hoàn toàn thoải mái. Còn đối với sinh viên thì với cái tủ 196 lít này là một điều quá ư là tuyệt vời để mọi người có thể sử dụng. Với sinh viên thì mọi người để đâu đó cả nước này, khay này, mọi thứ để được rất là nhiều. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm nữa, ngoài chiếc tủ lạnh này ra 196 lít thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho mọi người, đó chính là một sản phẩm máy giặt. Khi đập vào mắt của Hùng đầu tiên khi nhìn về sản phẩm máy giặt này, đó chính là một cái nắp màu đen trắng. Với nắp này thì chúng ta là nắp kính chịu lực, chúng ta có thể hoàn toàn để các đồ vật lên đây thoải mái luôn. Còn về thân máy được thiết kế với màu đây là màu xám khói, để chúng ta có thể một phần là cũng dễ dàng trong quá trình vệ sinh hơn. Cái thứ hai là trong quá trình chúng ta mà dùng để lâu ấy thì cái màu xám khói này nó sẽ nhìn rất là sang, rất là đẹp. Và dung tích, khối lượng giặt của sản phẩm máy giặt này sẽ có được đó chính là 8 cân. 8 cân thì có thể giặt cho gia đình có khoảng tầm từ 3 cho đến 4 người lớn, hoàn toàn thoải mái. Ở trong sản phẩm máy giặt này thì chúng ta sẽ cùng xem qua về bản điều khiển một chút. Xin mời anh Caramel ạ. Chúng ta cùng xem qua với những cái phím điều khiển của sản phẩm máy giặt này. Nó là phím nổi, rất dễ dàng trong quá trình chúng ta sử dụng. Ngoài ra với máy giặt này còn trang bị cho mình đó chính là 7 chương trình giặt tối ưu. Dù là mùa đông, mùa hè, đồ người lớn hay là đồ trẻ em đều có thể giặt thoải mái. Phía bên trong, với thiết kế mâm giặt là AG kháng khuẩn,
giúp cho lồng giặt của bạn luôn luôn sạch sẽ và bảo vệ vi khuẩn. Ngoài ra, sản phẩm máy giặt này chúng ta sẽ có một chức năng, đó là chức năng Auto Clean, tự động làm sạch, giúp mọi người có thể vệ sinh lồng giặt một cách dễ dàng nhất. Mọi người nghĩ sao về combo này? Với tông màu, đều là tông màu xám, một cái xám đậm và một cái xám nhạt hơn, để trang trí trong nhà, để chúng ta sẵn sàng sắm sửa cho mùa Tết, rất là tuyệt vời. Sản phẩm của chúng ta, máy giặt 8 cân này, giá thông thường của chúng ta là 4.490.000 đồng. Với tủ lạnh của Sharp, mức giá thông thường bán tại siêu thị điện máy MediaMart đó chính là 6.900.000 đồng. Nhưng trong ngày hôm nay, nếu mọi người mua sắm ngay trên live stream này, mức giá cực kỳ sốc cho mọi người, tiết kiệm lên đến đâu đó khoảng tầm 3.4 triệu. 3.4 triệu, một số cực kỳ lớn. Và giá combo này ngày hôm nay đó chính là 7.990.000 đồng. Quý vị ơi, nếu ai đang có nhu cầu mua sắm sản phẩm này, hãy tag ngay bạn bè, người thân của mình vào, chia sẻ live stream của mình vào của MediaMart, để chúng ta hãy cùng chia sẻ cái cơ hội mua sắm sản phẩm giá sốc này chỉ 7.990.000 đồng cho một sản phẩm tủ lạnh 196 lít và một máy giặt 8 cân dùng gia đình 3 đến 4 người, thoải mái luôn, mức giá rất là ưu đãi. Mọi người nhớ nhá, combo ngày hôm nay, sản phẩm tủ lạnh máy giặt của Sharp chỉ có 7.990.000 đồng mà thôi, mức giá cực kỳ rẻ, cực kỳ sốc. Và nếu mọi người muốn tìm hiểu những combo khác, hãy đừng bỏ lỡ live stream này, hãy tiếp tục theo chân Hùng và cùng khám phá rất nhiều sản phẩm tại siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị có nghe thấy bài hát vừa rồi không ạ? Bài hát Gác Lại Âu Lo. Vì sao mà Mạnh Hùng đang thử bài hát này? Vì bây giờ cuối năm rồi, thật là nhiều những vấn đề phải lo. Gác lại một bên đi và chúng ta hãy mua sắm. Và ngay bây giờ, một combo TV và dàn âm thanh dành cho mọi người, mức giá cực kỳ ưu đãi. Mọi người vừa nãy khám phá rất nhiều combo về điện lạnh rồi. Bây giờ combo TV, mua một combo vừa TV vừa dàn âm thanh. Tại vì sao? Tết đến chúng ta phải mở nhà thật là to, thật là rộn ràng để chúng ta cùng chào đón xuân. Chính vì thế một dàn âm thanh là cái điều mà không thể thiếu khi chúng ta mua các sản phẩm về cho nhà. Combo ngày hôm nay bật bí giá trước nha mọi người. Giá trước để cho mọi người có thời gian để mọi người sẵn sàng mua sắm này. Giá combo này 9.180.000 cho một TV và một dàn âm thanh. 9.180.000 và mọi người tiết kiệm cho combo này là 5 triệu đồng. Tăng ngay bạn bè mình thân, người thân mình vào, tăng ngay bố mẹ của mình vào để chúng ta có thể mua và mang sản phẩm này về ngay. Tại vì mức giá này chỉ nằm trong khuyến mại của MediaMart mà thôi. Và bây giờ cùng khám phá xem sản phẩm TV này như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với sản phẩm TV, Smart TV của LG 43 inch. Và TV này là TV 4K, những chất lượng hình ảnh mà mọi người đang xem đây. Mượt mà, đậm, tối, mảng sáng, nhưng màu sắc vô cùng chân thực. Và với thiết kế ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế, cái viền đây nó cũng được là tối ưu nhất có thể để giúp cho quý khách hàng khi chúng ta xem sản phẩm TV này, chúng ta sẽ có một tầm mắt nó rộng nhất và sẽ là thoải mái nhất. Vì sao mà TV LG này chúng ta là có chất lượng hình ảnh như vậy? Vì chúng ta có bộ xử lý lõi từ 4K giúp các bạn có thể đạt đến những mức độ hình ảnh cao nhất. Và với bộ xử lý đây giúp chúng ta loại bỏ nhiễu trên TV, đem lại tránh trường hợp chúng ta có cảm giác bị gợn gợn mắt hoặc khó chịu trong quá trình chúng ta trải nghiệm. Góc nhìn rất là rộng. Cùng trải nghiệm qua về hệ điều hành của sản phẩm TV này. Netflix, kho tàng phim trong gia đình nhà bạn. Mua TV này chúng ta sẽ cùng đăng ký cùng gia đình xem Netflix và xem rất nhiều chương trình phim khác. YouTube, các truy cập, các ứng dụng khác chúng ta đều có thể cập nhật hoặc là cài thêm ở khi sản phẩm TV này. Đó là TV của LG với cái kích thước chúng ta có là 43 inch.
Và bây giờ chúng ta cùng sống trong thế giới âm nhạc với một dàn âm thanh, một dàn loa sau 3 của LG 2.1. Nhìn thấy phía ban đầu, màu đen, sạch sẽ, sang, xịn, sờ, mịn nữa. Thiết kế của sản phẩm này nhỏ gọn, hiện đại, chỉn chu trong từng chi tiết, từng góc cạnh, để chúng ta có một cái ngoại cảnh thật là đẹp nhất. Loa của chúng ta sẽ có một thanh loa và một loa trầm carbon được thiết kế gọn gàng đặt phía đây. Chúng ta có thể hoàn toàn sắp xếp và bố trí. Khi chúng ta mua combo này, chúng ta có thể hoàn toàn sắp xếp và bố trí như mà MediaMarkt đang bày, hoặc chúng ta có thể để phía bên dưới cũng được, không sao cả. Với âm thanh vòm bùng nổ bao trùm không gian với công nghệ Dolby Atmos, công suất của chúng ta đạt đến đó là 300W. Âm thanh vòng đa chiều lan tỏa khắp không gian, cho bạn trải nghiệm nghe nhạc, xem phim, tin tức như trong rạp, hoặc khi chúng ta đang đi xem chiếu phim thực sự. Với các kết nối ở đây, chúng ta sẽ có thêm kết nối không dây, kết nối Bluetooth, cho phép chúng ta dùng chuyển nhạc, phát nhạc trực tiếp và vô cùng ổn định. Và ở trong sản phẩm này thì chúng ta có thêm cả remote thông minh nữa để cho mọi người có thể điều chỉnh dàn sau 3 này một cách ổn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bài nhạc khác nhá. Một bài nhạc để mọi người sẽ cùng test xem âm thanh của bài nhạc như thế nào. Một bài mở nhạc quen thuộc nhất chúng ta hãy mở đi, Big City Boy nhé mọi người. Để chúng ta sẽ cùng xem với sự kết hợp này, với một combo với mức giá chỉ có 9.180.000 thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm gì khi chúng ta mua giá rất là ưu đãi. Xem qua một chút hình ảnh, mọi người nhìn thấy hình ảnh nó luôn luôn sắc nét, luôn luôn đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thật là to nào, cùng âm thanh. Khi mọi người mua, nhất là trong chung cư ấy, thì mọi người sử dụng là âm thanh này là vừa đủ để chúng ta có thể bao trùm cả căn phòng mình. Có thể khi mọi người nghe thì có thể âm thanh nó sẽ hơi bị phân tán một chút, tại vì trong điện máy hiện tại của MediaMarkt đang có rất nhiều nhạc, rất nhiều âm thanh khác và rất nhiều khách hàng đang mua sắm trong dịp Tết cuối năm này. Nên chính vì thế cái chất lượng âm thanh đôi khi mọi người nghe nó sẽ không được tập trung lắm. Nhưng nếu trong nghe trong phòng kín thì âm thanh bảo đảm bao phê cho mọi người luôn. Và mức giá này chỉ có 9.180.000 cho một combo TV LG và dàn loa sau 3 2.1. Tiết kiệm đến 5.000.000 đồng, quà tặng Tết cho quý vị ở ngay đây chứ đâu. Đến MediaMarkt và mua sắm ngay thôi. Cả nhà ơi, và ngay phía sau lưng Hùng đây, đó chính là combo thứ hai. Nhưng trước khi Hùng giới thiệu với combo này, cho Hùng xin một chia sẻ, một lần tăng thêm bạn bè hoặc tăng cực kỳ nhiều bạn bè của mình vào, vì đây là một sản phẩm cực kỳ hữu ích luôn đối với những vị khách hàng mà có thể sở hữu combo sản phẩm này. Một là sinh viên này, hai những người mà chúng ta đang có sống theo kiểu là độc thân chẳng hạn, những ai mà sống trong khoảng tầm 1 đến 2 người. Tại vì sao mà Hùng lại nói như vậy? Vì nhất là khi dịp Tết đến xuân về rồi, mọi người đối diện với rất nhiều nỗi lo, nào là thời tiết lạnh này, giặt đồ, buốt tay. Cái thứ hai, Tết đến mọi người sẽ cần nhu cầu để chúng ta cùng bảo quản và lưu trữ thực phẩm nhiều hơn. Chính vì thế, một combo dành cho mọi người, sản phẩm Aqua. Đầu tiên nói về hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một sản phẩm tủ lạnh Aqua với dung tích là 143 lít, màu đen huyền bí, đen sang trọng dành cho mọi người. Với màu đen này, mọi người có thể nhìn thấy với bề mặt đây là bề mặt sơn tĩnh điện. Đen đây chúng ta không để lại vân tay nha mọi người, không hề để lại vân tay. Và với sản phẩm này, 143 lít với thiết kế quen thuộc kiểu truyền thống, ngăn đá trên, ngăn mát phía bên dưới. Và với sản phẩm này, chúng ta sẽ có thể cùng khám phá phía bên trong xem
diện tích nó nhìn như nào. Nhìn bên ngoài thì cảm giác ngăn này nó khá là bé mọi người. Như khi mở ra, đây sẽ là một cái ngăn đông với diện tích đủ để mọi người có thể lưu trữ thực phẩm. Nhất là khi mà chúng ta về Tết này, chúng ta lên chúng rất nhiều đồ ăn của bố mẹ, ông bà gửi lên, để đây thoải mái. Phía dưới, thiết kế với khay kính chịu lực với những công nghệ để chúng ta khử mùi khử khuẩn như là Nano Fresh AG, giúp chúng ta có thể ngừa vi khuẩn và loại bỏ những nấm mốc khó chịu. Và với các sản phẩm này thì mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm tủ lạnh của Aqua này không chứa chất CFC, thân thiện hơn với môi trường và giúp chúng ta bảo vệ tốt hơn về bầu khí quyển. Về điện năng của sản phẩm tủ lạnh này, chúng ta sẽ cùng xem. Với nhãn năng lượng này của chúng ta là 3 sao. Nhưng với nhãn năng lượng này thì mọi người dùng, mọi người thoải mái. Đâu đó một tháng chỉ hết khoảng tầm từ 20 cho đến 25 số điện mà thôi. Cực kỳ tiết kiệm với chiếc sản phẩm tủ lạnh của Aqua này. Và với sản phẩm tủ lạnh này, nó chưa đủ để có thể sắm sửa cho căn phòng, cho căn nhà của bạn. Vì để mọi người có thể tiết kiệm hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm hơn về việc là chúng ta đỡ phải bỏ chi phí, chúng ta mua lại mỹ phẩm để chúng ta cùng spa tay, lạnh lắm mọi người ạ. Thì đây, một sản phẩm máy giặt khác dành tặng cho mọi người. Với sản phẩm này, đó chính là sản phẩm máy giặt 7,2 cân của Aqua, với thiết kế với tông màu ghi dành cho mọi người. Với bảng điều khiển phía trên này, xin mời anh hãy cùng nhìn qua bảng điều khiển này. Rất dễ sử dụng, rất nhiều các chế độ giặt, như giặt ở đây chúng ta sẽ có 7 chế độ giặt. Giặt tiêu chuẩn, giặt mạnh, giặt nhanh, giặt nhẹ, giặt ngâm. 7 chế độ dành cho mọi người, có thể thoải mái lựa chọn. Đối với những ai độc thân, chúng ta có thể hoàn toàn giặt áo khoác, giặt các loại quần áo hàng ngày chúng ta, rất là thoải mái. 1, 2 người hoặc 3 người dùng đều được với sản phẩm máy giặt này. Nói về đồ mùa đông thì giặt có thể là sẽ bị hơi quá ký, nhưng mà nếu mà chúng ta giặt khoảng tầm 1 đến 2 người hoàn toàn thoải mái luôn, nhất là trong mùa hè. Với sản phẩm máy giặt này của Aqua, chúng ta sẽ có thêm nữa, đó là bộ điều khiển Nero Fury, giúp chúng ta tối ưu hóa hơn về việc giặt giũ và có thể kiểm soát điện năng một cách hợp lý. Và cái điều mọi người đang mong chờ chắc chắn đó chính là giá của combo sản phẩm này. Tủ lạnh Aqua 143 lít với giá bán tại siêu thị điện máy MediaMarkt là 4.990.000 đồng. Với sản phẩm tủ máy giặt này của chúng ta chỉ có giá là 4.250.000 đồng. Nhưng trong combo ngày hôm nay, combo dành tặng cho mọi người trong dịp Tết đến xuân về và nằm trong chương trình khuyến mại Tết Hoan Hỉ giảm giá tiền tỷ, combo này chỉ có giá là 6.990.000 đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa, tại sao chúng ta phải mất công mất sức để chúng ta giặt giũ quần áo hàng ngày? Tại sao chúng ta phải mua một cái tủ lạnh nhỏ, cái tủ lạnh mini để chúng ta có thể bảo quản thực phẩm? Trong khi đó, mọi người chỉ cần bỏ ra một khoản tiền rất là rẻ, 6.990.000 đồng, để chúng ta có luôn một combo sản phẩm vừa là tủ lạnh, vừa là máy giặt để chúng ta có thể sử dụng gia đình nhà mình. 6.990.000 là một con số, đối với Hùng mình nghĩ nó là một con số rẻ để mọi người có thể lựa chọn. Với những ai mà chúng ta mới đi làm, những ai đang là sinh viên, những ai đang ở khoảng tầm 1 đến 2 người hoàn toàn có thể góp tiền, đâu đó mỗi người tầm 3 triệu đồng thôi, tiết kiệm được cả một khối lượng công việc nhiều. Mất 1 tiếng để giặt đồ, bây giờ chỉ cần mất một nút bấm. Với sản phẩm tủ lạnh này, chúng ta có thể bảo quản thực phẩm thoải mái, về quê liên tục xin đồ bố mẹ thoải mái luôn. Với sản phẩm tủ lạnh, với dung tích của chúng ta, một dung tích rất là thoải mái, dung tích là 143 lít, và giá ngày hôm nay chỉ 6.990.000 đồng. Nào mọi người, hãy nhanh chóng tăng tên bạn bè của mình vào, hãy chia sẻ livestream này để có thể nhiều người có thể tiếp cận được với sản phẩm của MediaMarkt và với combo đồ Aqua này 6.990.000 đồng. Lần này MediaMarkt chơi lớn cho mọi người luôn này, giới thiệu một combo giá trước nha mọi người. 9.990.000, tiết kiệm bao tiền ạ? 3.010.000. Wow, một sản phẩm mà combo có giá 9.990.000
90.000 mà tiết kiệm được 3 triệu đồng. Quý vị ắt hẳn hết tò mò về sản phẩm này. Và cái điều đầu tiên mà em nghĩ rằng mọi người phải làm ngay bây giờ đó chính là comment luôn: tôi muốn mua combo sản phẩm của Panasonic, hoặc tăng tên bạn bè của người thân mình vào. Và ngay bây giờ Hùng sẽ giới thiệu cho quý vị combo sản phẩm ngày hôm nay: đồ một sản phẩm tủ lạnh và máy giặt của Panasonic. Quý vị hãy dành thời gian để chúng ta cùng chiêm ngưỡng và xem qua vẻ đẹp của combo sản phẩm này. Đầu tiên thì Hùng xin phép sẽ nói về sản phẩm máy giặt này trước. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sản phẩm máy giặt với thiết kế khá là vuông, khỏe khoắn. Và với một cái phần mặt kính phía trên này, mặt kính chúng ta là một cái mặt thiết kế với bề mặt màu đen. Kính ở đây là kính chịu lực dành cho mọi người. Và ở phần điều khiển phía trên này mọi người có thể nhìn thấy luôn, chúng ta có đâu đó là 10 chế độ để chúng ta có thể sử dụng, từ giặt thường cho đến các chế độ về vệ sinh lồng giặt dành cho mọi người luôn. Và với các công nghệ ở trong sản phẩm máy giặt này, trước khi chúng ta nói về cân, chúng ta cùng xem qua về bên trong của sản phẩm máy giặt này. Chúng ta sẽ có một công nghệ, đó công nghệ Eco Aquabit, có khả năng tạo lực đẩy cực kỳ mạnh, đánh tan hoàn toàn các bột giặt. Và với luồng nước đang sinh, chúng ta sẽ có một luồng nước xoáy cực kỳ mạnh mẽ, giúp đánh bật cái vi khuẩn. Và ngoài ra đánh bật ra những chất bẩn ở trong sản phẩm mà chúng ta khi chúng ta mà mang giặt giũ đồ. Và tem năng lượng, chắc chắn rồi, với các sản phẩm của Panasonic bây giờ thì hầu như chúng ta đều tem năng lượng, đó chính là 5 sao, tiết kiệm điện một cách tối ưu nhất dành cho mọi người. Và bật mí cho mọi người biết, sản phẩm máy giặt này chúng ta sẽ có số lượng giặt lên đến là 7,6 cân. 7,6 cân chúng ta giặt đồ cho gia đình thảm họa từ 3 đến 4 người thoải mái. Đối với những gia đình nào mùa đông ấy, thì có thể giặt các loại chăn bông to thì sẽ hơi quá ký một chút vì nó thấm nước mà mọi người. Nhưng nếu mà mọi người giặt đồ mùa hè 3 đến 4, với 3 đến 4 người giặt đồ mùa hè thoải mái với chỉ một lần giặt mà thôi. Tiếp theo, một sản phẩm khác của Panasonic trong combo này: sản phẩm tủ lạnh của Panasonic với dung tích là 234 lít cho gia đình từ khoảng 3 đến 4 người dùng thoải mái. Nhìn phía bên ngoài này mọi người có thể nhìn thấy luôn, cái đầu tiên tiết kiệm điện trước đã. Cái thứ hai, bảo hành 12 năm cho máy nén, một sự bảo hành an toàn tuyệt đối dành cho mọi người khi mọi người sử dụng. Với mặt bên ngoài này, mặt chúng ta là mặt thép không gì, giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn trong trình vệ sinh, nhìn rất là sang, xịn, mịn luôn. Khám phá phía bên trong nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là khay đá Jumbo, một khay đá rất là quen thuộc của Panasonic. Chúng ta có thể thoải mái di chuyển, đây đang bị dán băng keo nhé mọi người. Không thì Hùng có thể di chuyển cái khay đá cho mọi người xem, vặn ra, rất là thoải mái. Công nghệ chúng ta sẽ có đó là khử mùi kháng khuẩn, công nghệ AG Clean, một công nghệ quá là quen thuộc, một công nghệ nền tảng của Panasonic rồi. Phía bên dưới, đập vào mắt đầu tiên mà Hùng nhìn thấy đó chính là một cái ngăn đựng rau củ quả cực kỳ lớn để mọi người có thể bảo quản rau củ quả. Cái thứ hai, mọi người chú ý đến ngăn, đó là ngăn Extra Cool Zone. Bình thường thì cái nhiệt độ ở trong ngăn mát khoảng tầm 4 độ, nhưng trong ngăn Extra Cool Zone này của chúng ta, nhiệt độ dao động từ khoảng 0 cho đến 2 độ C. Để làm gì? Để chúng ta có thể dễ dàng bảo quản hơn các thực phẩm về tươi sống. Khay kính chịu lực lên đến là khoảng đến 100 đến 120 cân nhé mọi người, để mọi người có thể thoải mái trong quá trình chúng ta để các nồi canh, nồi hầm vào đấy, rất là thoải mái luôn. Nào, đóng cửa tủ lại, xem lại giá, nhắc lại mọi người lần nữa, combo sản phẩm này chỉ có 9.990.000 đồng mà thôi. Hai sản phẩm quá hời, hai sản phẩm quá là hữu ích, hai sản phẩm cực kỳ là cần thiết trong gia đình của mình để chúng ta có thể sẵn sàng sắm sửa sang trong dịp Tết đến xuân về, và để cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc từ việc giặt giũ cho đến việc bảo quản thực phẩm. Chỉ có giá là 9.990.000. Vì sao lại tiết kiệm đến 3 triệu đồng? Vì bình thường ở sản phẩm tủ lạnh của Panasonic, sản phẩm này có giá là 8.390.000. Sản phẩm máy giặt chúng ta 4.610.000. Combo ngày hôm nay cộng lại chỉ có là 9.990.000 đồng mà thôi. Tiết kiệm 3 triệu đồng. Hãy chia sẻ livestream này, hãy tăng tên bạn bè và người thân vào để không bỏ lỡ sở hữu combo của Panasonic ngay bây giờ. Và ngoài ra trong chương trình ưu đãi Tết hoàn hỷ giảm giá tiền tỷ, hãy luôn luôn đồng hành với Medamart trong 3 ngày giảm giá sắp tới để chúng ta sẽ không bỏ lỡ vô vàn các sản phẩm tại hệ thống siêu thị điện máy Medamart trên toàn quốc.
Mọi người ơi, một combo giá sập sàn cho mọi người ngay bây giờ. Một combo sản phẩm của Samsung. Mức giá sập sàn của chúng ta 10.490.000, tiết kiệm được 6.900.000 cho cả nhà. 6.900.000 mà để chúng ta tiết kiệm, đâu đó chúng ta mua thêm được một cái tủ lạnh, chúng ta mua thêm được một vài sản phẩm đồ gia dụng nữa. Và combo ngày hôm nay chỉ có 10.490.000 đồng cho một combo của Samsung. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến về thiết kế của cái TV này. Viền mỏng, nhìn trông rất là rộng, rất là thoải mái. TV này của chúng ta có kích thước là 5 inch, để trong phòng khách tuyệt vời luôn. Chất lượng ảnh chúng ta có thể xem, đối với những sản phẩm chất lượng hình ảnh chúng ta có là 4K, chúng ta luôn luôn đem lại chất lượng hình ảnh cao nhất với độ phân giải gấp 4 lần so với Full HD thông thường. Và với công nghệ ở đây, chúng ta sẽ có công nghệ đó là Crystal Display, giúp chúng ta tối ưu hơn màu sắc và trải nghiệm sống động đến bất ngờ. Bộ xử lý này, chip chúng ta cũng chính là chip 4K. Ở đây chúng ta nhìn qua về những hình ảnh, về chân đế, về thiết kế của sản phẩm TV Samsung này. Sau đó thì Hùng sẽ cùng trải nghiệm qua một chút về kho ứng dụng, cũng như về những tính năng, về hệ điều hành của sản phẩm TV này cho mọi người có thể nhìn thấy. Ở đây thì đối với các sản phẩm của Samsung thì chúng ta sẽ luôn luôn không thể thiếu, đó là tính năng Game in Hand, giúp chúng ta lọc nhiễu đi một cách rất là tốt. Còn bây giờ trải nghiệm qua nhé cả nhà. Rất là nhanh. Netflix, VEON, Galaxy Play, Apple TV, FPT Play. Mọi người có thể cài thêm rất là nhiều, rất là thoải mái nhá. Vào đây, YouTube này. Ở đây nữa thì Hùng sẽ trải nghiệm luôn cho mọi người. Bây giờ chúng ta, sản phẩm này đang được kết nối âm thanh. Sản phẩm này của chúng ta với sản phẩm TV của Samsung, chúng ta sẽ cùng kết nối một bài hát nhá. Tại vì cái bài hát bây giờ hiện tại chúng ta đang được kết nối đó chính là với dàn âm thanh ngay phía bên dưới. Thì mọi người cũng có thể xem luôn. Rất nhanh đâu mọi người, nhưng thao tác đơn giản, nhanh, gọn, chúng ta không phải mất thời chờ đợi. Rồi, xin phép được tắt tiếng qua mọi người một chút. Vì bây giờ sẽ là một trong những đứa con cưng không thể thiếu đối với một sản TV. Có TV đẹp rồi, có TV sang rồi thì chúng ta phải có một dàn âm thanh để chúng ta cùng phát ra những âm thanh chất lượng tốt nhất. Và đây là dàn âm thanh sau 3 của Samsung 2.1. Chúng ta sẽ có, đây là cái thanh loa của chúng ta. Và sẽ có một loa siêu trầm ở phía đây cho mọi người. Ở đây thì việc điều chỉnh bật tắt chúng ta có thể thao tác ở phía trên này. Bây giờ mọi người có thể, đây là bật tắt, tại vì đang kết nối nên Hùng xin phép là không bật tắt nhé. Chỉnh các chế độ, chỉnh cái cổng kết nối phía đây. Và cái loa này đã được kết nối trực tiếp với sản phẩm TV. Nếu mọi người không thích, mọi người có thể hoàn toàn out ra và cho kết nối với điện thoại để chúng ta phát lên những bài hát yêu thích của mình. Tết này nhạc bật sập sình và chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với những giai điệu thật là đáng yêu, thật là dễ thương và thật là bốc lửa, được không nào? Ở đây thì chúng ta sẽ có thể có với một dàn âm thanh như thế này, kết nối này và tối ưu. Ở đây nhá, đối với dàn âm thanh này thì khi chúng ta chơi game ấy, mà nhất là mọi người đang chơi game mobile chẳng hạn, mà kết nối vào trong cái sản phẩm loa này để hai bên tai nghe âm thanh, nó sẽ di động chuyển sang phải, sang trái, lên xuống, đem lại cảm giác giống như đi dạp xem, nghe hát ở trong rạp, hoặc giống như đi xem phim ấy mọi người. Mức giá chúng ta như ông nói ở đầu sản phẩm chỉ có 10.490.000 cho một combo sản phẩm quá là đẹp. Đối với sản phẩm này thì mọi người có thể có hai cách. Nếu mà mọi người treo TV lên tường ấy thì mọi người sẽ có một kệ tủ bên dưới, chúng ta có thể để loa bên dưới rất là đẹp, hoặc là có thể trang trí ngay như thế này thôi, rất là đơn giản để cho mọi người có thể sử dụng. Thao tác không khó, rất là dễ. Với hình ảnh của chúng ta là hình ảnh 4K, nhưng do cái chất lượng clip của YouTube nó không đảm bảo lên là 4K nên mọi người nhìn đây nó sẽ hơi bị mờ một chút.
Thì Hùng cũng sẽ xin phép giải thích để tránh trường hợp là nhiều quý vị khách hàng chúng ta đang thắc mắc. Tại vì chất lượng hình ảnh mọi người còn theo cái đó chính là kết nối mạng của mọi người nữa. Và chiếc TV này đã được kết nối bằng Wi-Fi. Chính vì thế cái mức độ Wi-Fi chúng ta sẽ cho chất lượng hình ảnh nó xem tương tự như thế này. Mức giá nhắc lại một lần nữa, một combo một TV 50 inch TU7000 của Samsung, một loa sao 3 2.1 chỉ có giá là 10.490.000 đồng. Nhanh tay mua sắm vì mức giá này chỉ áp dụng trong chương trình ưu đãi 3 ngày mà thôi. Tết hoan hỉ giảm giá tiền tỷ, đó là chương trình của MediaMart dành tặng cho mọi người. Nhanh tay mua sắm vào những dịp cuối năm này thôi. Và ở thời điểm này là thời điểm mua sắm chúng ta sẽ là tốt nhất, ổn định nhất. MediaMart sẽ sẵn sàng và dễ dàng hơn trong việc chúng ta giao hàng và đảm bảo hàng đến tay cho khách hàng. Nếu sản phẩm có vấn đề gì, MediaMart vẫn hoàn toàn có đủ thời gian để đổi trả cho khách hàng một cách ổn định nhất. 10.490.000 đồng. Trong live stream ngày hôm nay, Mạnh Hùng đã nhận thấy rằng khách hàng đã có rất nhiều những comment, rất nhiều những tin nhắn để có thể đặt mua hàng trong live stream. Còn quý vị đã lựa chọn được sản phẩm nào đó cho mình chưa? Nếu như sản phẩm này đang chưa hài lòng hoặc chưa hợp lý cho quý vị, thì trong chương trình khuyến mại Tết Hoan Hỉ giảm giá tiền tỷ, chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm khác nữa, rất nhiều sản phẩm phía sau lưng của Mạnh Hùng đây. Hãy nhanh chân đến các hệ thống thuộc hệ thống siêu thị điện máy MediaMart hoặc lên website mediamart.vn, gọi điện đến hotline 1900 6788 và gặp đội ngũ tư vấn bán hàng của MediaMart sẽ giới thiệu cho quý vị. Chúc quý vị sẽ có thể mua sắm thật là nhiều và lựa chọn được rất nhiều các sản phẩm cho dịp Tết này. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong live stream. Mạnh Hùng xin chào quý vị.